Nếu mà nhập S-word từ Trung Quốc á thì đúng là tiếng chính của bên em luôn á. Thôi, em mệt anh quá. Ok, nếu như mà anh thấy bên đó giá tốt hơn á thì anh book bên đó đi. Chứ anh book bên em làm gì nữa. Không, em nghỉ chơi với anh luôn, không thèm nói chuyện với anh nữa. Bye anh. Minh Thư. Dạ. Sao em lại nói chuyện như vậy với khách hàng? Họ giận không chọn mình nữa thì sao? Chị ơi, chị yên tâm đi. Em nói vậy đó, nhưng em chắc chắn khách hàng này á không có bút bên kia đâu. Không bút bên mình mà. Em lạ gì tính của ổng nữa. Anh Nam. Ừ. Trưa nay anh có dự định đi đâu không? Ăn trưa đó. Thì mọi người ăn ở đâu anh ăn ở đó. Anh, em mới biết có một quán cơm mới khai trương á, mà thức ăn ngon lắm á. Hay là trưa nay mình ghé nha. Anh thì ăn ở đâu cũng được, tùy em thôi. Vậy thì bữa cơm trưa hôm nay em quyết định ha. Ừ, ok. À, anh, tối nay anh có dự định đi đâu không? Không, có gì không em? Vậy thì đi bài với em nha. Cuối tuần rồi, mình phải đi xả stress chứ. Ừ, cũng được. Tối nay anh cũng rảnh nè, sao không rủ anh? Mà rủ Bảo Nam hoài vậy? Nhưng mà cái chỗ này không thích hợp với anh đâu. Ý Thư là ông quá cái độ tuổi đi vô mấy chỗ đó rồi, hiểu không? Trời, còn có hơn gì tôi. Thư có rủ ông đi đâu, đúng không Phụng? Đúng rồi. À, có rủ thì tôi cũng không đi đâu. Tối nay tôi có tiết mục rồi. Với lại nếu mà tôi đi thì tôi chỉ đi với Kiều thôi. Anh đừng có lo em vô chuyện này nha. Em không có chịu đâu nha. Mà thôi, Hùng ơi, tối nay đi chơi với anh nha. Cái ông này giỡn hoài. Lâm ơi, dậy đi con, dậy đi. Gì mẹ? Ngủ chi mà dự rồi con. Mẹ ơi, cho con ngủ chút nữa đi. Hôm qua con làm việc mệt quá. Hay hè, dạo này con làm chuyện chi lợn láo lắm hay sao mà đi sớm về khuya dự rồi con? Con nói mẹ cũng không biết đâu. À, rửa hôm nay con không học hành chứ sao? Không mẹ ơi. Thôi thôi, dậy rửa mặt đi, trưa lắm rồi đó, nhanh lên. Mẹ ơi, mẹ xuống dưới trước đi, 5 phút nữa con xuống liền. Ừ. Hứa với mẹ luôn đó. Nắm với chặn 10, nhanh lên đó nghe. Mẹ mà kêu lần nữa là mẹ đánh đó. Không cần kêu luôn, con xuống liền á. Cọ nhiêu mau ma lắm, cố cứ lơ thoai mãi đi. Ủa, Quế Chi? Dạ, con chào bà. Con mua đồ sơ sinh à, đẹp đó. Giờ ní mới chịu lịch xuống à? Mẹ tình mang cơm lên phòng cho con đây nè. Mẹ ơi, thì do tính chất công việc con mệt con về trễ mà. Vào ní hay vào trước rửa, mà có lúc mố con về sớm được đâu. Nhưng mà ăn á phải đợi con thức dậy trễ cũng đỡ một cửa sáng, tốt cho mẹ chứ bộ. Ăn uống cái kiểu ní á, lời đâu không thấy, chị thầy rượt thêm cái đau bao tử vô trong thân thôi. Hôm nay nha,
Mẹ nó món nào cũng ngon hết. Con thích à? Con thích á thì con cứ ăn nhiều vô. Con bớt ăn lá ca hàng quán đi. Ở ngoài á ăn sao bằng cơm nhà được con. Mẹ ơi, do tính chất công việc của con chứ con đâu thích ăn cơm bụi đâu. Đối với con, cơm mẹ nấu ngon nhất. Bởi rửa, khi con chọn cái nghề đạo diễn, mẹ đã cản con rồi. Phải chi con chọn nghề kỹ sư hay bác sĩ thì phải đỡ lông bông hơn không? Mẹ ơi, tuổi trẻ mà mẹ. Với lại á, con thích đi đây đi đó, con không có thích mà ngồi máy lạnh, ngồi yên chỗ đâu. Vậy thì con đừng có than thân trách phận, than khổ về mẹ nghe. Mẹ ơi, con có than thân trách phận với mẹ đâu. Con chỉ nói vậy để mẹ cảm thông, khỏi cằn nhằn con chứ bộ. Con đã nghe, cái chí con không nói được. Theo mẹ đó, con phải theo học ngành luật mày đụng đó. Mẹ ơi, mẹ khỏi phải nói, mẹ biết sao không? Con giống mẹ mà. Thôi, tôi không giảm quá. Mà thôi, ăn cơm nhanh lên đi. Dạ, mà mẹ ơi, con ăn xong á, con đi chút á nha. Chứ rửa, lại đi nữa. Dạ, tại vì con sắp có một dự án lớn lắm. Không ngờ bữa nay lại gặp con ở đây. Răng lau quả con không ghẻ qua nhà bạc chơi. Dạ, con cũng hơi bân sĩ. Bạc thì con hơi xanh đó. Con có đau bình chứ không? Dạ không, con vẫn khỏe mà. Từ ngày vợ chồng thằng Hưng vô Sài Gòn, chắc ba đứa không có dịp gặp nhau hỉ. Dạ tụi con vẫn thương giữ liên lạc với nhau à. Ngày xưa ba đứa chơi thân với nhau lắm. Chừ gặp con ở đây á, bạc mày nói không hiểu sao giữa con và nhà Hưng, bạc vẫn thích con hơn. Nói chuyện với con á, bạc thấy thoải mái hơn. Dạ, nhà Hưng là người sống nội tâm, nên ít khi thổ lộ tâm sự của mình với ai, nên giữa hai người thiếu sự đồng cảm ạ. Con nói đúng đó. Bạc và con Hưng chưa bao giờ nói chuyện như ri. Dạ, con nghĩ bạc và nhà Hưng thường xuyên nói chuyện với nhau nhiều hơn, nhất định sẽ hiểu nhau thôi. Thì lúc đó tình cảm sẽ khẳng khít hơn. Chừ không còn cơ hội nữa mô. Bạc nói cái chí rứa. Thôi, bỏ qua chuyện con Hưng đi. Khi hồi bạc thấy con đang lừa đồ em bé của chí nè, mà con đang có thai đó. Dạ. Mà con thì có phúc á. Còn chẳng bù với vợ chồng thằng Hưng. Đẻ chi mà đẻ một đứa. Bà kêu là đẻ thêm một đứa cháu trai nữa cho vui cửa vui nhà. Mà vợ chồng hẳn có nghe mô. Còn bấy chừ thì hết rồi. Vợ chồng tụi nó. Dạ thưa, con xin phép về mua đồ cho mà con ạ. Rửa à, vậy con mau đi liền đi. Dạ, con xin lỗi bà. Con xin khi khác bà cháu mình nói chuyện nhiều hơn ạ. Dạ, con chào bà. Dạ. Alo, Hưng nghe đây ạ. Dạ chào chị Hưng. Em là nhân viên bên kho đây. Có chuyện gì không em? Em gọi điện báo với chị là lô hàng xuất tối nay đóng gói không đúng tiêu chuẩn. Có lẽ phải đóng lại thôi chị ơi. Vậy thì em cho người đóng lại đi. Nhưng bây giờ bộ phận đóng hàng đã về hết rồi. Chị làm sao hả chị? Thôi được rồi, để chị gọi khách hàng xem họ có thể quản xuất hàng lại được hay không nha. Dạ em cảm ơn chị, em chào chị. Rồi chào em. Alo. Alo. Dạ chào anh, em là Nhã Hân bên công ty IDL đây ạ. Chào cô. Em gọi để báo với anh, lô hàng xuất đi Mỹ, bao bì có vấn đề, thùng cạch tông thì bị rách và bị ướt.
nên mình phải đóng lại mới xuất đi được anh à. Vậy hả? Vậy thì cô cứ đóng gói lại đi. Nếu mà đóng gói lại thì em e là mình sẽ không có xuất lô hàng đi kịp. Bởi vì bây giờ nhân viên ở dưới kho đã về hết rồi ạ. Anh có thể quản xuất hàng và chuyến tàu tiếp theo vào cuối tuần này được không ạ? Không được cô ơi. Hàng bên tôi gửi tham dự triển lãm, quản lại chuyến sau thì làm sao mà kịp triển lãm được. Dạ nhưng mà... Không. Không có nhân gì gì hết. Bây giờ tóm lại, bằng mọi giá cô cứ tìm cách đóng gói lại và xuất đúng chuyến tàu ngày mai giùm tôi. Mà bên cô cứ yên tâm đi, chi phí đóng gói ngoài giờ bên tôi sẽ trả hết. Vậy nha. Để phụ cho chị. Ủa Nam, sao em lại ở đây? Thì em có cảm giác là chị đang làm một mình, cho nên em xuống đây để phụ chị thôi mà. Xạo ghê. Mà sao em biết chị ở đây mà xuống vậy? Tại vì hồi nãy em vô tình nghe chị điện thoại nói chuyện với khách hàng. Bà chị tính một mình làm hết mấy việc này hay sao? Biết sao được, bộ phận đóng gói thì về hết rồi, mà khách hàng thì bắt phải xuất hàng vào ngày mai. À, vậy thì để em ở lại phụ chị nha. Ủa, mà không phải hôm nay em có hẹn với Thư sao? Em vừa gọi điện cho Thư, nói là hôm nay có việc đột xuất và hẹn Thư bữa khác rồi. Ừ, vậy có ổn không? Ừ, em làm vậy Thư giận em cho mà coi. Thì đành chịu thôi. Tại vì em không thể nào mà để cho chị một thân một mình làm ở đây như vậy được. Chị cảm ơn em nha. Ông ăn miệng chả ni đi. Mời đó, thơm ngon lắm. Thôi bà, trừ nhìn cải chi mà càng ngon thì càng phải coi chừng, to thuộc là thuốc đó. Trừ thì biết mua mà lần. Thôi thì chờ kêu ai này già, ổn ăn đi. Ừ. À, mà nhặt mà nhớ nghe. Tôi vừa đi chờ, ông còn biết tôi gặp ai không? Ai? Quệ Chi. Quệ Chi à? Là đứa nào? Hẳn là bạn vợ chồng thằng Hưng. Khi trưa cũng hay ghé nhà mình chơi đó. À, tôi nhớ rồi. Con bé nhìn lánh lời đó phải không? Ừ, hẳn đó. Tôi gặp hẳn đang mua đồ em bé. Hẳn đang cô bác à? Mà nhìn con Chi á, tôi lại thấy tức cho vợ chồng thằng Hưng ấy. Thôi. Chuyện đã qua rồi, bà chắc là làm chi rồi. Đúng rồi, nhắc thì cũng chẳng ích chi. Thôi ông ăn đi. Để cho em. Xong rồi. Cảm ơn em nha. Không có em không biết chị phải làm sao nữa. Có gì đâu chị, chuyện nhỏ mà. Có nhiều đó nhầm nhò gì em đâu. Với lại sức khỏe em cũng có thừa mà. Nhiều đó không làm mệt em đâu. Rồi, con đi ngủ đi nha. Ba. Ừ? Ba kể chuyện cho con nghe đi. Thôi, ba đâu biết kể chuyện đâu. Nè, để ba gãi đầu nha. Gãi đầu con dễ ngủ lắm. Thôi, tối nào mẹ cũng đọc chuyện cho con ngủ hết. Thôi được rồi, đừng có sụ mặt, xấu lắm. Để ba đọc chuyện cho con nghe. Mẹ con chiều con quá mức rồi đó nghe. Chuyện trong tủ á ba. Con muốn nghe chuyện gì? Dạ, chuyện gì cũng được. Rồi, ba sẽ đọc cho con nghe chuyện với mẹ Phiêu Lưu Ký nghe. Dạ. Họ nhà Dế thường sinh sống ven bãi cỏ rộng quanh hồ nước
cảnh đẹp và thoáng. Nơi ấy mẹ chúng tôi sinh được cả thảy ba anh em. Ba anh em chúng chỉ ở với mẹ hai hôm. Các con hãy sống độc lập cho quen. Phải như thế thì các con mới biết kiếm ăn cho thành thạo việc đời. Con cái cứ nhông nhông sống bám vào bố mẹ thì xấu lắm. Tới hôm thứ ba mẹ đi trước, ba đứa tôi tấp tỉnh khấp khởi, nửa lo nửa vui theo sau. Mẹ dẫn chúng tôi đi và mẹ đem đặt mỗi đứa vào một cái hang đất ở bờ ruộng phía bên kia. Trông ra đầm nước mà không biết mẹ đã chịu khó đào bới. Chị biết không, lâu lắm rồi em mới vận động nhiều như vậy đó nha. Cuối cùng cũng xong. Cảm ơn em nha. Không có em chắc một mình chị phải làm tới sáng luôn đó. Có gì đâu mà cảm ơn. Em á cũng là nhân viên trong công ty mà. Tuy vậy chị cũng phải cảm ơn em chứ. À, 9 giờ rồi, chị có đói bụng không? Nãy giờ lo làm không để ý, nghe em nhắc chị cảm thấy đói bụng rồi đó. Vậy thì chị em mình kiếm chỗ nào ăn đi, ăn xong rồi về hả? Ừ, cũng được. Chầu này để chị khao nha, coi như để cảm ơn em đã giúp chị. Không có được, không có làm vậy được. Chầu này á phải để em khao, đâu có để chị làm vậy được. Nếu chị làm như vậy á giang hồ coi em ra gì nữa. Ừ, coi bộ em cũng có số má trong giang hồ á ha. Không có phải vậy đâu, ý của em á là... Thôi để chị khao, coi như là chị cảm ơn em đã giúp chị đóng hàng. Nếu chị nói như vậy thì em không có dành nữa, em không khách sáo đâu nha. Nhưng lần sau phải tới lượt em đó. Bây giờ chị thích ăn cái gì? Ăn cái gì cũng được mà, miễn là có cái bỏ vô bụng, chị dễ ăn mà. Như vậy thì chị thích ăn chỗ lịch sự sang trọng hay là thích ăn lang thang ngoài lề đường? Sao cũng được. Vậy thì hủ tiếu gõ nha. Ok. Hủ tiếu gõ thẳng tiến, đi. Mà chị, chị thấy hủ tiếu ở đây sao, ăn được không? Ngon, em hay ăn ở đây lắm hả? Dạ, lúc trước thì thường xuyên, dạo gần đây em bận quá cho nên chỉ thỉnh thoảng thôi. Chị không ngờ em lịch sự thiếu gia như vậy mà lại có sở thích bình dân như vậy hả? Em mà thiếu gia cái gì, mà em cứ nói là em thiếu thịt không à. Thiếu thịt hả? Cho em nè. Không phải, nè, chị ăn đi. Là ổn đó chị. Nhìn em đâu có ốm lắm đâu. Thoạt em như vậy là chuẩn lắm rồi. Ồ vậy hả chị? Thì em cũng nói với mẹ em như vậy, nhưng mà em không tin. Tại mẹ thương em nên lo lắng thái quá đó. Ờ chắc là vậy đó. Ê tụi bay, tao mới mượn được của bạn tao chiếc xe nè. Vậy hả? Đứa nào muốn đi đằng hai giơ tay lên. Ok, yeah, yeah. Giờ tới luôn nha. Đi ha, đi. Trời hôm nay vui quá à bạn. Ừ. Không sao lại không về. Ừ. Lên lẹ đi. Xin qua. Bà đi mệt quá. Xong hết chưa? Lên đường xong nha. Rồi, lên đường. Chắc là vậy. Mà chị vẫn thường làm việc trễ như vậy hả? Cũng không hẳn, chỉ thỉnh thoảng thôi. Em thì thường thấy chị lúc nào cũng về sau cùng hết. Có lẽ là do thói quen thôi. Giống như chị hôm nay nè, nếu như mà không có em, một mình chị làm sao mà làm kịp? Thông thường thì nếu lô hàng bị trục trặc thì chị mới ở lại buổi tối, giống như hôm nay vậy nè. Bây giờ thì em mới hiểu là tại sao mà chị lại được sếp cưng chiều đến như vậy. Hiểu được hả? Em lại nghe lời ông tiếng ve gì ở trong công ty rồi đúng không? Lúc trước thì em nghe, nhưng bây giờ em đã tận mắt chứng kiến rồi. Hình như chị đang lo lắng chuyện gì hả? Em thấy hàng quá hôm nay cũng ổn mà. Việc hôm nay thì xong rồi, nhưng ngày mai lại phải đau đầu tiếp. Ủa, ngày mai có chuyện gì hả chị? Ngày mai chị có cuộc họp với đối tác Nhật Bản.
Họ yêu cầu là phải giao dịch bằng tiếng Nhật thì khả năng thắng thầu sẽ lớn hơn. Nhưng tới giờ chị vẫn chưa tìm được người phiên dịch tiếng Nhật. Nhưng mà em nghe nói là mình đã tìm được rồi mà. Đúng là như vậy. Nhưng mà hồi chiều họ mới báo lại là có việc đột xuất nên không có đến được. Thiệt là tình huống điên đầu. Hey, chị đừng có lo. Chỉ là nhân viên phiên dịch thôi mà. Chuyện này á, chị cứ để em lo. Em có quen với ai hả? Ừ. Chị rất là cảm ơn em nha. Dạ không có gì. Thôi chị ăn hủ tiếu đi. Ừ. Ủa chị, chị bị sao vậy? Chắc là bụi bay vào mắt. Để em thổi cho. Không biết là rồi về nha. Ok. Tự nhiên dừng lại vậy. Chạy đi. Chạy tiếp đi. Con ngủ chưa anh? Con nó ngủ rồi. Anh đã phải đọc mấy trang truyện luôn nó mới chịu ngủ đó. Con bé quen rồi, đêm nào đi ngủ cũng phải nghe đọc truyện. Nhã Hân. Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh sẽ thường xuyên ghé thăm bé Na. Bất cứ khi nào mẹ con em cần, cứ gọi điện cho anh. Anh cũng vậy, giữ gìn sức khỏe nha. Em có cực lắm không? Có cực gì đâu, em quen rồi. Anh xin lỗi vì không thể san sẻ với em. Không sao, em có thể lo được. Anh không cần phải cảm thấy có lỗi đâu. À, giờ này công ty nhiều việc lắm hay sao mà em về trễ vậy? Cũng không hẳn, tại hôm nay có chút trục trặc nên em phải ở lại để giải quyết. Khi nào bận làm đêm á, em cứ gọi cho anh. Anh sẽ qua ở với con. Em đừng làm phiền mẹ với cậu Lâm nữa. Ừ, ok. Nè, mà đi làm về giờ này đã ăn uống gì chưa? Em ăn với đồng nghiệp rồi. Ừ, vậy thôi anh về nha. Em tiễn anh. Nè bà, thằng Nam nó về rồi hả? Ừ, tôi mới vừa nhắc nó đi tắm cho khỏe. Cái chuyện tắm táp của con, ba cũng phải nhắc nhở nữa. Bộ bà tưởng nó còn nhỏ lắm hả? Dù nó lớn cỡ nào, thì tôi vẫn phải lo cho nó. Làm mẹ thì người nào mà chẳng vậy. Nhưng mà mình có sống được để mà lo cho nó suốt đời hay không? Tôi lo, đến khi nào tôi không còn lo được nữa thì thôi.
Ờ, nhưng mà tôi thấy không ổn ông à. Cái gì không ổn? Thì cái chỗ làm của nó đó, tôi thấy không ổn. Tôi thấy thằng Nam nó thích lắm mà. Ý tôi nói là nó làm tới khuya lơ khuya lắc mới về, tôi thấy không ổn. Thằng Nam nó than với bà vậy hả? Không. Vậy thì có gì mà bà phải lo? Rồi tới chừng nào nó chịu không nổi thì nó sẽ có ý kiến. Vậy thôi. Tôi nói thiệt á, là không hiểu nổi cha con ông nghĩ gì. Người thì có sẵn công ăn việc làm thì không chịu làm, lại thích đi ra ngoài làm cho thiên hạ. Còn người thì bỏ mặc con, để nó muốn làm gì thì làm, không thèm can thiệp. Đàn bà là như vậy đó, không hiểu đàn ông nó nghĩ gì nữa. Thôi, lẹ lẹ đi rồi lên giường ngủ. Tôi đi ngủ trước đây. Dám nói dối mình là có việc bận. Thì ra là hai người hẹn hò với nhau. Bảo Nam, anh giỏi lắm. Đó giờ, những thứ mình muốn chưa bao giờ là không được. Lần này cũng vậy. Nhã Hưng, dù gì cũng là người đã có gia đình. Mình làm sao để thua trong tay chị ấy được? Nhất định mình phải giành lấy Bảo Nam. Em cho anh trọn giây phút lao xao, cho anh biết ngày dài tương tư. Đem đổi cho. Em cho anh từng đêm trôi rất nhẹ nhàng, để cho anh chờ mong. Này gió ơi xin hãy gửi đến. Thì thấy sao rồi? Em rằng anh yêu em, rằng anh rất yêu em. Từ bấy lâu anh đã lừa dối anh. Người ơi, anh luôn nhớ. Tới nữa không biết có kiếm được người hay không. Chị Hưng, chị lo lắng cho cuộc họp hả chị? Chị, người đâu? Người nào? Thì người phiên dịch tiếng Nhật. Là em chứ ai? Em. Có được không? Tất nhiên là phải được rồi. Cuộc họp này quan trọng lắm đó. Chuyện này em biết mà, chị cứ tin đó em. Thiệt hả? Em nói thiệt mà. Chị cứ yên tâm đi, em sẽ làm được. Bữa nay đi đâu hết trơn rồi? Ủa, bộ anh với Kiều không phải là người sao? Không phải. Ý em muốn hỏi á, là sao hôm nay á trong phòng mình vắng que vậy? Sĩ á thì đi xuống kho, còn á chị Hân á với anh Nam á thì qua công ty Yoko họp rồi. Hả? Sao? Hai người đó lại đi chung nữa hả? Sao kỳ vậy? Kỳ này á, Bảo Nam làm phiên dịch cho chị Nhã Hân mà, Kiều ha? Đúng rồi. Với lại, Bảo Nam này ghê gớm thiệt á, biết cả tiếng Nhật nữa.
hả? Ừ. Anh Nam á thì khỏi phải chê rồi. Ừ. Vậy thì Minh Thư ráng giữ nha. Anh Nam nè, vừa đẹp trai nè, vừa tài giỏi, thiếu gì cô gái dây quanh, đúng không Kiều? Ừ, đúng rồi. Tôi sợ à. Ừ, không sợ thì ráng mà giữ ha. Kệ tôi. Hôm qua thì đi ăn chung, hôm nay lại cùng nhau tiếp đối tác. Không chừng đây lại là chiêu trò của chị ta mà, muốn dụ dỗ lôi kéo Bảo Nam chắc. Đúng là cái thời đại thích lấy mấy bà già mà. Cái lô hàng này là hàng dự án, vì vậy mình cần tập trung giới thiệu với họ về dự án lớn mà mình đã làm trước đây. Em làm sao cho họ tin là mình đã rất chuyên nghiệp và kinh nghiệm trong việc handle hàng dự án. Vậy là những dự án chị đã liệt kê hết vào đây rồi đúng không? Ừ. Còn đây là các văn phòng và chi nhánh của công ty mình. Em đọc đi để nắm thông tin. Ok, chị hãy tin em, mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Chuyện gì đây hả? Sao đứng đây hả? Tại vì không thấy Mỹ Xuân đâu hết. Sáng giờ ông có thấy Mỹ Xuân không? À, lúc nãy Mỹ Xuân có gọi báo xe bị hư, cho nên tới trễ một chút. À, hèn gì. Ủa, xe cổ bị hư có nặng không? Chắc là bị xì bánh xe thôi, không có gì nặng hết đó. Ừ. Gì vậy? Sao vô này tôi thấy ông với Mỹ Xuân có cái gì đó lạ lắm nha. Đích là ông đó. Bậy nè. Có gì lạ đâu, thì bạn bè đồng nghiệp quan tâm nhau thôi mà. Có. Không còn đấu khẩu giống như ngày xưa nữa, mà nói chuyện nhỏ nhẹ hơn trước rất nhiều. Lâu lâu liếc nhìn nữa. Nhất định có vấn đề. Khai mọc. Ông đó, chỉ giỏi đóng mò thôi à. Có gì đâu ông ơi. Thôi đừng có chối nữa. Thái độ của ông đã phản bội ông rồi. Nói thiệt tôi nghe coi. Ơi, tôi đã nói là không có. Tôi luôn đứng về phía của ông mà. Ờ, mà ông hứa là phải giữ bí mật đó nghe. Ừ. Thì tụi này cũng đang hẹn hò. Thấy chưa, tôi đoán là có mà. Nè, bắt đầu từ khi nào? Ờ, cũng mới đây thôi. Ơi, vợ thì cái câu con thầy vợ bạn ghế cơ quan không xài được nữa rồi. Ơi, thôi chúc ông Hưng. Ủa, Mỹ Xuân, Mỹ Xuân. Mới tới hả? Dạ. Vậy là tốt rồi. Vậy là hết có người đứng ngồi không yên rồi. Nè, ai đứng ngồi không yên anh? Thôi, hai người đừng có đóng kịch nữa. Tôi biết hết trơn rồi. Anh này, anh có khai đâu, nó lại nó hỏi từ sáng tới giờ luôn à. Sao tự nhiên nói cho người ta biết vậy hả? Nó hỏi từ sáng tới giờ, nó chặn đầu không à. Kỳ quá. Thôi mà, trước sau gì mọi người cũng biết thôi. Em có giấu được hoài không? Đi ra, trả chỗ tôi làm. Ừ. Đi đi. Yoroshiku. Yoroshiku. Itadakimasu. Hai, arigato. Yeah, người ta mời uống nước.
sao? Chị thấy khả năng của em như thế nào? Họ nói gì vậy em? Mấy người đó khen chị rất dễ thương và rất đẹp gái. Không ngờ em nói tiếng Nhật cũng giỏi quá ha. Trời, chị không nhớ là em đã từng nói với chị là em có nhiều tài lẻ hay sao? Thôi được rồi, khiêm nhường chút đi. Em như vậy là đã khiêm nhường lắm rồi đó. Vậy là khiêm nhường rồi hả? Làm cái gì vậy? Đưa đây cho em. Thôi đi. Để anh mà. Để anh. Đi. Để cho anh. Thôi mà, quậy hoài à. Em đều quậy không à? Lấy cái tay ra đi. Bố đi. Bố. Uống đi, uống đi. Ăn đi em. Dạ, cảm ơn anh. Này Quỳ Chi, của em nè. Không. Ăn miếng rán à? Không, em không ăn. Ủa mà. Không. Cứ hạ rá. Nà 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 nà. Hai ba à. Anh Hưng này. Hả? Ngày mai anh Hưng phải vào Sài Gòn để thực hiện ước mơ của mình rồi. Nhà Hưng thấy buồn. Đáng lại buồn. Anh vô Sài Gòn là để thỏa sức ước mơ của mình, phục vụ cho đất nước, đúng không Quỳ Chi? Đúng rồi đó. Sao lại buồn được? Anh Hưng tuy dao đỏ một mình, nhưng mà trong đó mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn cho anh Hưng, nhất là ngành học của anh. Hưng đừng có buồn nghe chưa. Vừa Hưng cũng mừng bởi vì anh đã bắt đầu cho tương lai của mình, nhưng mà Hưng vẫn buồn. Đừng buồn nữa. Là hứng buồn là vì Quỳ Chi. Chi, mặc mình đi, mặc mình đi. Đừng lai, đừng lai. Chi, đừng lai, đừng lai chưa. Chi. Ơi, chào mọi người. Chúng tôi về rồi đây. Sao rồi mọi người, cuộc họp thành công chứ? Sao rồi chị? Thành công tốt đẹp, tất cả là nhờ công của Bảo Nam đó. Ồ. Vậy là kỳ này lập công lớn rồi nha. Wow, rồi tối nay có tiết mục ăn mừng gì không? Ông á, được dịp á là cứ bài vẽ à? Cái gì vậy? Ăn mừng mà sao nói bài vẽ? Được thôi, được thôi. Nhưng dịp này cả phòng mình sẽ đi ăn một bữa hoành tráng. Mọi người thấy sao? Wow. Thư, em là người sành ăn nhất, hay em chọn địa điểm cho mọi người đi ha? Xin lỗi chị, hôm nay em có hẹn rồi. Mọi người đi chơi vui vẻ ha. Sao vậy? Ai biết đâu. Sớm giờ không nói chuyện với ai hết, mặt cứ hầm 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 à. Ai làm cho tiểu thư phòng mình giận á thì tự lên tiếng đi ha. Lên tiếng đi. Lên tiếng đi. Lên tiếng đi. Thư. Thư.
kỳ cục. Thư. Thư à. Thư Thư. Em. Chuyện gì? Em giận anh đúng không? Thì ra anh cũng biết em đang giận anh sao? Cho anh xin lỗi chị tối qua. Tại vì bất ngờ anh có việc đột xuất đó mà. Thôi, anh không cần phải giải thích. Em đâu phải là gì của anh chứ. Thư à, em đừng có nói như vậy. Thất hẹn á là lỗi của anh. Em giận anh là đúng. Đương nhiên là lỗi của anh rồi. Không lẽ là lỗi của em sao? Thì bởi vậy anh mới xin lỗi em nè. Đừng giận nữa nha. Nè, hết giận anh rồi đúng không? Đừng giận nữa nha. Em không biết. Để coi sao đã. Chắc là bụi bay vào mắt. Đây, để em thổi cho. Ê, nhìn gì vậy? Không có gì hết. Không có gì hết. Chị thấy đỡ chưa? Sao mình lại thấy khó chịu như vậy? Bà già đó làm gì bằng mình được? Còn nam được? Đàn ông gì mà vô tâm quá. Thấy đàn bà lại chăm sóc y như thân thiết lắm vậy. Nhất định mình phải giành lấy Bảo Nam. Lúc đó thì anh ta sẽ tha hồ mà chiều chuộng mình. Ông không phải là cha của đứa nhỏ trong bụng với chi à? Cái này thì không chắc được. Biết đâu nó nhận tính trung rồi thủ tính trong công nghiệm. Mà tôi không biết thì sao? Mà muốn gì phải đợi quay đẹp rồi xác nhận ADN chứ. Rồi cũng còn ngay tôi đánh giá được phẩm hành của vợ tôi mà. Đồng Bương. Anh bị khùng hả? Thử tay lái của em thôi. Nè, cái kiểu cô gái của anh nó phổ điển lắm rồi đó. Bộ anh tính gây tai nạn hay sao mà đi hàng hai vậy? Vậy thì em cho anh cái hẹn đi. Vô quán nước, vừa lãng mạn mà vừa tình cảm nữa. Hay là bây giờ mình đi luôn đi. Ủa, đi hả? Nhìn cái mặt là khó ưa rồi. Lãng mạn gì nổi nữa. Anh không có hợp gu của tôi đâu.